nè nha. Đi theo tôi về tôi nuôi ha, chịu không? Ừ, không. Vào sáng sớm ngày 15 tháng 10 năm 2021, bà Christine Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từ trần, hưởng thọ 91 tuổi. Điều này khiến nhiều người vô cùng xúc động trước tấm gương về người nữ anh thư yêu nước thương dân. Bà sinh vào tháng 6 năm 1930 và là đệ nhất phu nhân của chính thể đệ nhị Cộng Hòa, đôi khi được gọi là bà Nguyễn Văn Thiệu, đặc biệt là trong truyền thông Tây Phương. Ông bà thành hôn năm 1951, khi bà Mai Anh 20 tuổi, và là người con gái thứ 7 nên còn có biệt danh Cô Bảy Mỹ Tho, trong một gia đình có 10 anh chị em. Bà xuất thân trong một gia đình công giáo ở Mỹ Tho, nhưng do truyền thống Đông Phương, bà chịu ảnh hưởng khá lớn về nề nếp, gia phong phong kiến, nhất là trong cách đối nhân xử thế. Nhờ vào nhiều mối lương duyên và quen biết, bà Mai Anh được mai mối với ông Nguyễn Văn Thiệu, bấy giờ mang cấp bậc trung úy hiện dịch, và mối tình nhanh chóng được xúc tiến hôn nhân. Trong những năm chồng mình đạt đến đỉnh cao quyền lực, bà hoàn toàn không can dự vào chính trường mà đi nhiều vào các hoạt động xã hội. Sau nhiều năm hoạt động xã hội, cảm thông với sự thiếu thốn của các cơ sở điều trị của dân chúng khi đau ốm, bà Mai Anh đã lên ý tưởng khởi xướng thành lập một bệnh viện mang tên Vì Dân, phục vụ cho người dân ngay tại thủ đô của miền Nam lúc bấy giờ. Giới bình dân Sài Gòn thời đó thường gọi đây là bệnh viện Bà Thiệu. Dù là một bệnh viện tư nhân, nhưng được điều hành như bệnh viện công, có nghĩa là không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bệnh, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở bệnh viện, và người dân vào khám chữa được miễn phí hoàn toàn. Phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thường đi ủy lão, thương binh ở cấp 4 vùng chiến thuật, cũng như tại Tổng y viện Cộng Hòa. Đồng thời, bà còn tham gia rất nhiều hoạt động xã hội và từ thiện. Nhận thấy xã hội còn nhiều nhiễu nhương, nên bà Nguyễn Thị Mai Anh đã thành lập Hội Phụ Nữ Phụng Sự Xã Hội vào ngày 1 tháng 6 năm 1968 để an ủi và giúp đỡ người dân. Bà nói, xã hội bây giờ đang nhiễu nhương, phụ nữ phải tham gia vào công tác xã hội với sự yêu thương và đồng cảm để có thể soi dịu phần nào sự đau khổ của họ. Phu nhân Tổng thống Thiệu dành hầu hết thì giờ của mình để cứu trợ những người tị nạn chiến tranh, vả phụ mất chồng trong cuộc chiến, và đặc biệt là những cô nhi bị bỏ rơi. Trong một lần thăm trẻ em mồ côi ở cô nhi viện Don Bosco tại Sài Gòn, thì bà bồng một em bé với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười rất tươi. Bà nói, một trong những đặc ân mà tôi thích nhất là cái ngày mà tôi được quyền gọi các em cô nhi là các con của tôi. Chúng tôi xin được dùng nhạc phẩm Trương Nữ Vương của nhạc sĩ Thẩm Quánh để tưởng nhớ đến bà. Tuy nhạc phẩm viết để tưởng nhớ hai bà Trưng, nhưng cũng ca ngợi hình ảnh hào hùng của người phụ nữ Việt Nam. Trong nhạc phẩm, chúng ta có thể thấy được một người nữ anh thư chứng kiến cảnh nước nhà, hồn quốc gia, mờ phai má đào, nhà Việt lặng buồn, rầu rĩ sầu đau. Bà thấu hiểu cảnh nước nhà tan thương, nên một dạ sắt son vì nước. Hậu phương, bà hết lòng giúp chồng trong công tác thiện nguyện, hiến máu, cứu giúp nạn nhân bị họa từ cuộc chiến và quỷ lão binh sĩ thương binh. Lòng vì nước, vì nhà, cho Việt Nam muôn đời hùng cường, giống lạc hồng quyết kiên lòng bồi đền non sông.
không là một nữ tướng lẫm liệt như hai bà Trưng, nhưng công lao và tấm gương anh thư của bà Mai Anh xứng đáng được ngàn đời noi theo. Hãy subscribe.